Thảo xin chào cô chú anh chị và các bạn. Bữa nay nhà Thảo ăn bò kho nha. Mình sẽ ăn chung với lại hủ tiếu. Thảo nấu với lại bắp bò nè. Đó, nó có gân gân vậy nó ngon. Cái này Thảo hầm cũng vừa mềm rồi. Bây giờ mình múc nữa là mình ăn thôi. Trong đây Thảo có xả rồi, thơm lắm. Đó. Cái này Thảo không có cho cái bột để mà nó sánh sánh đó cô chú. Tại ăn với hủ tiếu Thảo không thích cho cái bột đó. Còn nếu mà ai thích thì mình quậy một xíu bột mình bỏ vô cho cái nước nó sánh sánh lại, giống như ngoài tiệm người ta hay bán đó. Đó, nói chung mình nấu kiểu giả chiến mà, thích làm sao thì mình nấu ăn vậy thôi. Chị hay ăn chanh hả? Thì đây là cái tô hủ tiếu bò kho Thảo vừa mới nấu xong nè cô chú. Nhìn mình không có thấy cái cọng hủ tiếu luôn ha. Ở trên Thảo có cho ngò rí. Cái ngò rí này thì rất là thơm luôn. Thảo mới đi ra ngoài Thảo cắt vô đó. Cái ngò rí này bữa Thảo mua Thảo trồng đó. Mình có cái Thảo cắt vài cọng bỏ lên cho nó thơm. Đó, mình ăn hủ tiếu bò kho giả chiến. Nhà có kiểu sao thì mình nấu ăn vậy thôi. Rồi bây giờ Thảo mời cô chú anh chị cùng ăn chung với lại gia đình nhà Thảo nha. Dạ dạ cô chú. Cô chờ ơi mẹ đi đi. Đàng hoàng. Rồi bây giờ ba mẹ con Thảo mời ông bà cô chú ăn hủ tiếu bò kho giả chiến với lại với lại ba mẹ con Thảo nha. Bữa nay mình ăn là coi như là nhà có sao mình ăn vậy nha cô chú. Nó không có rau rác giá gì luôn á. Nói chung là Thảo sẽ chấm với lại muối tiêu, chanh với lại ớt. Trời ơi cái miếng chanh anh ba nó gặm nè. Rồi con với em hả? Chưa, để mẹ nặng vô xíu ra. Trong đây là bữa nay là Thảo chỉ có ngò rí thôi. Nè. Có tinh nè. Trời nó chua lè à. Được không? Ăn được không? Hủ tiếu này là hủ tiếu khô Thảo trụng ra. Đó. Nhưng mà có điều là cái tô này bữa nay là siêu thịt luôn nha cô chú. Có muốn không? Mẹ nặng vô miếng nha. Rồi được rồi, được rồi. Wow. Cái tô này là siêu thịt luôn. Mẹ đang chơi đi. Đó. Cái ngò rí này rất là thơm cô chú ơi. Tại vì ngò rí này bữa Thảo mua Thảo trồng nó thơm lắm. Rồi. Bon appétit. Bon appétit. Merci. Đó. Quay đi. Con không muốn cái mỡ mỡ này hả? Vậy không sao thì con ăn mấy miếng này. Duy Anh là không thích ăn gân, còn anh Ban là thích ăn mấy cái gân gân. Rồi vậy mẹ cho con thịt nạc nha. Đó, con không thích thì mẹ cho con nạc nạc. Người ta có gân gân ăn nó mềm mềm nó ngon. Lát nữa mẹ cho, mẹ nấu cà rốt nhiều mà. Lát mẹ cho con cứ ăn đi, mẹ cho. Nè mẹ cho. Rồi thôi ăn đi con. Ăn đi ăn hủ tiếu đi để nó nở. Cái hủ tiếu mình không ăn là nó sẽ bị nở. Bây giờ Thảo sẽ chấm. Bây giờ là con thích ăn liền. Bây giờ Thảo sẽ chấm một xíu. Cái này là gân nè. Thảo nấu bắp bò nhưng mà cũng có mấy miếng gân gân mỡ mỡ nè. Đó. Chảy nước miếng. Cho khai chú có ăn liền. Alo, cho con là sao? Ok. Cho con đẹp rồi. Rất con. Đây mẹ lấy cho. Rất có trời rồi, rất có. Bữa nay ăn cái bàn trống trơn, không có món phụ gì luôn. Bữa nay ngồi hơi bị sát á. Tình thương mến thương. Cái nước súp nó ngon. Cái Thảo nấu với cái bắp bò nó có gân gân nè, rất là ngon. Ngon quá. Mà chắc chua. Chua, mới quay mà. Muối tiêu chanh.
Muối tiêu này là muối tiêu của bà ngoại làm. Hồi đó Hảo về Việt Nam á, má Hảo làm cho hai chai, chai mà chai nước suối á cô chú. Cái Hảo đem qua Hảo ăn, để dành ăn, sắp hết rồi đó. Mấy mốt về kêu bà ngoại làm cho hai chai nữa đem qua. Cái này muối tiêu, kêu bằng muối tiêu đi, bằng đường chim bay qua tới đây. Linh nhớ. Muối tiêu này má Hảo làm bằng tiêu lớp á, cho nên rất là ngon và thơm. Gặp mình để cái gì á? Trời ơi sao nhả vô vậy con? Mình đâu có nhả đồ ăn mà mình nhả, mình không ăn thì mình nhả ra giấy. Thôi con đừng ăn thịt. Trời tự nhiên đi nhả vô cái chén của mình ăn kỳ quá. Dơ, dơ quá à. Cái muối tiêu mình mới ăn thì nó mặn, mà mình để lâu cái kiểu như nó trúng mắt mặt. Cái salad. Ngò rí. Thấy ra màu xanh là cứ kêu salad. Cái kiểu như nó dịu lại á cô chú, cái muối nó dịu lại, nó đỡ mặn. Thơm. Thôi hai đứa ăn hủ tiếu đi, khỏi ăn thịt cũng được á. Ngồi rí chứ bộ. Ăn mà nhả tùm lum vô. Cái chua. Cái chua. Chua. Ở sao nào mà không có cái nào? Cái nào? Cái nào? Đừng bóp tay con. Có cái nĩa có phục xét đó, con lấy con ấy. Bóp tay chưa? Ok. Cái này. Cái này. Cái đũa. Cái đũa này, cái đũa này, cái đũa. Cay nha. Cái nước này Hảo nấu, Hảo không có bỏ cái bột năng bột bắp vô cho nó sánh lại á. Tại Hảo ăn với hủ tiếu á, cho nên Hảo không có thích bỏ vô cho nó sánh. Chứ người ta nấu bán, người ta bỏ cho nó sánh vô. Có chế đang chưa? Chưa. Thôi mà vừa ăn rồi khỏi bỏ con. Vừa bỏ ra. Có cần bỏ cho nó nhỏ. Con muốn đây để con chấm không? Không. Mình nấu kiểu giả chiến mà. Bưng húp luôn. Mẹ không quên, không có lấy muỗng nha con à. Con bưng húp luôn đi. Ủa con gái. Thôi bưng húp luôn đi. Con gái. Thôi không đi. Đổ mà. Mình đang quay đi rồi, không có gì. Ha. Khi là chú có từ. Khi là chú có quay thì chú nhận từ. Con không muốn ăn cái đó, chú nhận đó. Nè, mẹ ăn. Cà rốt ăn ngon hết mồm. Có khoai tặc hết. Và cà rốt qua rất ăn. Suy An là cà rốt là cầm ăn không luôn á. Con khoét cái cà rốt của con à. Mình chấm vô cái nó chua chua, cay cay. Cay mà ngon. Anh ơi, có cái được không? Có. Ăn hết nha. Ăn hết tô hủ tiếu cho mẹ. Gì nữa hả? Khoan.
Trời ơi ngốn. Ngốn cái gì? Ngốn nguyên một miếng hủ, miếng miếng cà rốt luôn. Trời ơi con ăn ông bà cô chú cười con luôn, coi dơ con ăn con nhả không à. Ngốn nhiều quá thôi chú. Cái đâu có nuốt được đâu. Ăn hủ tiếu đi con. Bên đây ăn lộn xộn quá. Nãy con là ăn cái này không? Ơ miếng gì ăn? Cái nồi này rất là ngọt. Ngọt thịt. Rồi cà rốt nữa. Nồi chát chưa? Bên tôi. Ngọt thịt. Cà rốt. Nguyên cái nồi này họ nấu tính ra khoảng 4 tô hả? Gần 4 tô. Mà chút xíu là trong ổ. Ở đâu? Ở một cái. Đâu có đâu. Xí mà có ở. Non. Mẹ đâu có, non mẹ đâu, mẹ ở là mẹ xin lỗi liền. Cho mẹ nhai cái miếng củ hành nè, nó giòn á. Cái con nghe á, cái mẹ đâu có ở đâu. Mẹ ơi, mới ra khăn giấy kìa con. Ừ, tại cái khăn giấy kia nó hết rồi, lát mẹ lấy cái cuộn khác. Còn con tắm à, để cho em. Để mày lấy cái khác cho. Để tôi con. Để tôi con. Cái cùi ra cho. Này hả? Ui. Hết rồi. À. Ngọt của con luôn. Cái ghế nó kêu ốc ép, ốc ép. Ngồi mà nó cứ kêu ốc ép, ốc ép. Ốc ép hả? Rồi mẹ ăn sạch luôn. Mẹ giỏi. Ngon. Bữa nay mẹ giỏi ha. Ngon. Ngon không? Chị không muốn ăn ngon. Mẹ ăn ngon nhé. Ừ, rồi anh Banh cũng giỏi sắp hết rồi. Để chui với con. Duy Anh còn nhiều quá. Thôi ăn tiếp nữa mẹ coi coi. Duy Anh ăn gấp đũa rồi. Cô chú thấy anh Duy Anh giỏi lắm. Ăn đũa giỏi lắm. Trời cái ghế nó kêu quà vậy Duy Anh. Nó kêu giống cái giọng cốc két cốc két. Rồi xong rồi nha. Rồi ông bà cô chú ơi, thì video hôm nay Hảo sẽ quay tới đây thôi nha. Cảm ơn ông bà cô chú đã xem. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Bye bye. Bye bye. Bye bye.